Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị sẽ mở cho các em một hộp đồ chơi mới. Đây chính là bộ đồ chơi bánh sinh nhật. Wow, ngoài chiếc bánh sinh nhật, chúng ta còn có thêm rất là nhiều những cái món đồ khác ở trong cái bộ đồ chơi này. Thìa dĩa, những ngọn nến và rất là nhiều những cái đồ trang trí khác ở trên bánh sinh nhật đó. Ok, bây giờ chị Chim Xinh sẽ mở cái hộp đồ chơi này ra cho các bạn nhỏ coi ở bên trong được rõ hơn nha. Chinh 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 chinh, quá đẹp. Wow. Trước đây có rất nhiều bạn nhỏ hỏi chị về những cái bộ bánh sinh nhật dễ thương như thế này. Thì mãi đến bây giờ chị Chim Xinh mới có dịp mua được một bộ hộp bánh sinh nhật đẹp như thế này để giới thiệu cho các bạn nhỏ coi. Đây là hai cái topping đi kèm trong cái bộ bánh sinh nhật của chúng ta, gồm một ngôi sao màu hồng và một hình trái tim màu vàng. Trong bộ bánh này, trong hộp đồ chơi bánh sinh nhật này, chúng ta có bốn cái đĩa. Đầu tiên là đĩa màu này là màu xanh ngọc. Một dạng đĩa chuẩn và có in hình những cái vòng tròn rất là xinh. Cái đĩa thứ hai cùng thiết kế và có màu tím. Đĩa số 3 là có màu da. Màu da nha các em, do ánh đèn chiếu vào cho nên nó sẽ ra màu trắng, nhưng mà thật ra nó là màu da. Và chiếc đĩa cuối cùng là chiếc đĩa màu hồng. Vậy là chúng ta đã có 4 cái đĩa đựng bánh sinh nhật rất là xinh rồi. Và tiếp theo đây, chị Chim Xinh sẽ giới thiệu cho các em những cái món đồ còn lại ở trong hộp đồ chơi bánh sinh nhật này nhé. Đây là bộ thìa, dĩa, muỗng và dao cắt bánh sinh nhật. Chúng ta có hai cái chiếc dĩa màu hồng. Hai cái nĩa. Cái nĩa màu hồng. Tiếp theo là hai cái muỗng màu tím. Và cuối cùng là hai cái dao. Sắp xếp lại một chút xíu cho nó đẹp nha. Phần hot nhất ngày hôm nay đó chính là chiếc bánh sinh nhật có thể cắt được của chúng ta. Wow, các bạn nhỏ nhìn đi, chúng ta có một cái chiếc bánh sinh nhật màu hồng siêu dễ thương. Ở bên trên trang trí những quả dâu tây tươi và những cái bách kem vỏ sò rất là đẹp. Ở viền ngoài cũng có kem nữa. Bánh sinh nhật này là 3 lớp nha. Màu hồng, lớp ở giữa có nhân sô-cô-la. Tạm thời bỏ chiếc bánh sinh nhật này xuống, chị sẽ giới thiệu những cái món còn lại ở trong bộ đồ chơi này nhé. Chúng ta có một cái xẻng. Đây là cái xẻng xúc. Dùng dao để cắt xong rồi dùng xẻng này để xúc bánh ra đặt vô đĩa nha. Chiếc xẻng này màu xanh ngọc. Và một cái nến có dòng chữ Happy Birthday. Gắn vào ở giữa chiếc bánh. Chỉ để đỡ thôi chứ lát nữa chúng ta sẽ gắn trang trí cùng với những cái nến nha.
Đây là chị Jimson đã zoom cận cảnh về cái bánh sinh nhật màu hồng cho các bạn nhỏ coi. Và đây là những cái nến trang trí, có tổng cộng 4 màu: tím, hồng, xanh và da. Nào bây giờ hãy cùng gắn lên để trang trí cho chiếc bánh sinh nhật này nhé. Chị Jimson đang thử dùng chiếc dao và cắt ra một miếng bánh sinh nhật. Sau đó dùng cái xẻng này xúc bánh sinh nhật lên và đặt vào một chiếc dĩa. Thế là chúng ta đã có thể tổ chức một buổi party sinh nhật thật là dễ thương, mời bạn bè và cắt bánh cho bạn bè ăn ha. Nếu mà các em muốn thì chúng ta vẫn có thể chơi được cùng với búp bê của mình đó. Đây là chiếc bánh sinh nhật sau khi đã cắt ra từng miếng. Thì các em nhìn thấy ở phần bên trong của bánh rất là hấp dẫn đúng không nào? Ok, chị sẽ xúc hết, chia phần bánh sinh nhật này ra 4 cái đĩa của chúng ta nha. Vậy là đã chia phần ra cho tổng cộng 4 cái dĩa bánh rồi. Quá đã phải không các em? Mỗi chiếc bánh được cắt ra đều có topping ở trên. Có chiếc bánh là topping dâu, có chiếc bánh là topping kem hoặc là cherry. Rất là ngon. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa giới thiệu xong cho các em về bộ đồ chơi cắt bánh sinh nhật rồi đúng không nào? Bộ đồ chơi này rất là dễ thương và rất là phù hợp với các bạn gái. Các em muốn mua bộ đồ chơi này có thể gọi điện thoại tới số 0979 08 6789 nhé. Và lưu ý đây không phải số điện thoại của chị Chim Xinh nha. Nếu yêu thích chiếc bánh sinh nhật này, yêu thích bộ đồ chơi này thì hãy like video và đừng quên bình luận góp ý cho chị ở bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này. Đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.